chào quý vị. Ngày hôm nay, công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh sẽ giới thiệu đến quý vị một series review mới với nhân vật chính là mẫu loa D14. Video này là tập đầu tiên của series và sẽ cung cấp cho quý vị một số những cái thông tin cực kỳ cơ bản về mẫu loa này. D14 thuộc series Lada, một series gây tiếng vang bởi có rất nhiều sản phẩm loa chất lượng từ vẻ ngoài cho đến chất âm. D14 đã kế thừa và phát huy hoàn hảo chất lượng này ngay từ lần đầu tiên ra mắt tại buổi demo ở Bình Long, Bình Phước. D14 là loa full trình diễn sân khấu chuyên nghiệp và ở công suất 1200W thì chất âm được đánh giá là cực kỳ nỗ lực và rất khỏe ở dải tần trung và cao. Ở tần số đặc biệt cao thì âm thanh được đánh giá là ma mị và sắc sảo, gây dậy sóng dư luận. D14 có vẻ ngoài vượt trội hơn so với các mẫu loa trước, thông số cũng nhỉnh hơn với công suất là 1200W trở kháng 4 ôm cùng với đáp tần là từ 125Hz đến 18.000Hz, phù hợp với những sự kiện có quy mô lớn. Ngoài ra, D14 cũng áp dụng những công nghệ mới như là hệ thống phân tầng két, củ loa bass và củ loa jazz là những sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Lavoisy có áp dụng những cái công nghệ sản xuất tiên tiến. Và đó là một số những thông tin cực kỳ cơ bản về mẫu loa D14. Nếu quý vị yêu thích mẫu loa này thì đừng quên theo dõi tập tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Đừng quên like, share và công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh sẽ quay trở lại với video mới trong thời gian sớm.